Gà cưng hải tú, có bầu với chủ tịch Sơn Tùng MTB, chỉ sau 2 tháng quen biết. Từ chiều qua, 29 tháng 11, thông tin gà cưng hải tú, sinh con cho chủ tịch Sơn Tùng MTB đã làm chấn động cõi mạng. Theo nhiều nguồn tin, hải tú đã sinh con được khoảng 2 tháng, chủ tịch cũng đã làm xong nhà mới, sang xịn, sẵn sàng cho đám cưới với nàng vào năm sau, mở ra cuộc sống gia đình mới câu chuyện râm ran nhiều người cũng không khỏi ngỡ ngàng khi chủ tịch và gà cưng đến với nhau và quyết định nên duyên mọi thứ dường như quá lạ chúng ta có thể tính nhẩm như sau chín tháng bầu bì cộng hai tháng sau sinh là 11 tháng lấy thời gian hiện tại trừ đi thì suy si ra hải tú có bầu với chủ tịch sơn tùng mtb khoảng vào cuối năm 2020 hoặc đầu năm 2021 còn nhớ vào ngày đẹp trời giữa tháng 8 2020 sơn tùng mtb thông báo tuyển nữ độc quyền cho công ty giải trí của mình. Điều này đồng nghĩa với việc chủ tịch và hải tú chưa hề quen biết nhau. Rồi lại một ngày đẹp trời vào tháng 10 2020, phía công ty chủ tịch đang đàn thông báo ra mắt gà cưng sau cuộc tuyển chọn. Người đã vượt qua rất nhiều cô gái trẻ để trở thành nhân vật chính trong công ty giải trí của Sơn Tùng MTB chính là Hải Tú. Đây được cho là thời điểm chủ tịch và gà cưng mới bắt đầu quen biết nhau. Nếu cuối năm 2020 hoặc đầu năm 2021 Hải Tú có tin vui, xem ra cuộc tình này cũng rất nhanh đông qua kết trái. Tuy nhiên, đó vẫn là những suy luận của cư dân mạng mà thôi, việc chủ tịch và gà cưng bắt đầu mối quan hệ tình ấy khi nào chỉ có người trong cuộc mới rõ.